Đây chính là một cái điều cốc xe đạp điện hỏng các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở ra lấy rất chi nhiều MOSFET ở trong cái điều tốc này nhé các bạn nhé. Mình sẽ để cái đường link video mà cách lấy MOSFET ở trong cái điều tốc xe đạp điện đó, mình ghi vào, các bạn sẽ vào đấy tham khảo nhé. Đây là cái hai con MOSFET này các bạn này. Đó. Hai cái con điện trở 100 ohm là mình đấu từ chân số 1 sang chân số 3. Cả hai con nhé các bạn nhé, ghi trong mát. Đó. Để cho nó dập nhiễu. Đó. Còn hai cái con điện trở 220 ohm các bạn. Mình đấu từ chân số 1 của con MOSFET thứ nhất sang chân thứ hai của con MOSFET thứ hai, MOSFET thứ hai. Và ngược lại, chân số 1 của con MOSFET thứ hai sẽ qua con điện trở 220 ohm vào chân giữa, có nghĩa là chân số 2 của con MOSFET thứ nhất. Là xong rồi đấy, ok các bạn. Rồi cái chân thứ hai của hai con MOSFET thì các bạn sẽ đấu ra một khúc dây, đoạn dây giống như mình ở trên hình ảnh đấy. Đó. Hai cái khúc dây ở giữa đó. Đấy đấy. Là các bạn đấu ra hai cái đầu dây như thế. Đấy, hai cái khúc dây đó, hai cái đầu dây đó các bạn, hai cái đầu dây chỗ tay mình đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đến cái phần biến áp nhé các bạn nhé. Ở đây là biến áp đối xứng 12V, đây là 0 này, 12 này, 0, 12. Gọi đối xứng 12V. Còn đây là đầu ra của nó là 0 này, 110 là 220V này các bạn này. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối hai cái đầu dây của giữa chân hai con MOSFET đó vào hai cái điểm 12V nhé các bạn nhé. Đây, vào hai cái điểm 12V này này. Còn cái chỗ dấu 0 á, 0V á là các bạn sẽ đấu ra một sợi dây là câu về dương nguồn nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối. Đó, một dây. Mình mua cái biến áp này ở trên sen đỏ nhé các bạn nhé. Để mai mốt sẽ làm cái chế cái máy hàn giống như mình đang hàn đấy các bạn. Bạn nào mua thì mình sẽ để cái đường link ở trên trên video nhé các bạn nhé. Đây là sau khi ấy xong rồi, hàn xong nó sẽ được cái này các bạn này. Đấy. Đấy. Đây, cái dây chỗ mình tay mình chỉ này. Đó là dây âm nguồn nhé các bạn nhé. Chia đôi ra đặt cái điểm âm nguồn vào giữa thì chúng ta hàn nó sẽ chia, sau khi chúng ta làm nó sẽ chia áp ra nó đều cả hai bên chạy con MOSFET nhé các bạn nhé. Đây là cái bóng đèn 60W của mình này, 220V sợi đốt nhé các bạn nhé. Không biết các bạn có nhìn thấy rõ không? Đấy. Mình sẽ kết nối cái bóng đèn này vào nhé các bạn nhé. Xong rồi test cho các bạn xem. Đấy. Nói chung là rất chi đơn giản. À, chúng ta có thể phòng khi mất điện, có thể đấu qua cầu diode, qua tụ lọc nguồn, rồi có thể xem TV các bạn. Cái này nếu mà 5A ở 12V thì nó ra cỡ 51 là 5, 52 là 10, nó ra cỡ 60W các bạn. Cái bóng này 220V là chạy tốt. Đây là ở giữa, đây là cái adapter 12V của mình nhé các bạn nhé. Ở cái rắc đực này ở đó, chỗ tay mình chỉ đó, đó là bên trong đó là dây cộng nhé các bạn nhé. Bất cứ một cái rắc nào của adapter nó cũng là dây cộng bên trong đấy. Đấy, còn cái dây bên ngoài mà đồng nữa là dây mát. Rồi bây giờ mình sẽ test nhé. Đó, rất chi là sáng. Đây là test với bóng 30W, bóng led này các bạn. Một bóng là ok. Rồi video của mình đến đây kết thúc nhé. Bye bye.